đây và chúng tôi báo cáo tên các bác là Cao Minh Hoàng Đế thì được 8 người con trai, ông tổ nhà tôi là Mạc Đăng Nguyên là con thứ 8, là đời thứ 2. Chính vì là con thứ 8, con út, cho nên là năm 527 khi Thái Tổ lên ngôi và năm 530 Thái Tổ nhường ngôi lại cho con trai cả là Mạc Đăng Doanh, thì con trai út trở về cổ trang xây dựng kinh dương. Ta phải nói như thế mới đúng. Và trải qua Mạc Đăng Nguyên, Mạc Đăng Doanh đến Mạc Đăng Thận là đời thứ 4, tức là chắc của Thái Tổ Cao Minh Hoàng Đế. Lúc bây giờ sự kiện năm 1592 Trịnh Tùng kéo quân ra tiêu diệt Thăng Long, rồi giết Mạc Lộ Hợp ở cửa Bắc, rồi chuẩn bị con cháu ở Thăng Long là phải theo đường Tuyên Quang để lên Cao Bằng. Tôi không nói nữa. Còn lại ở Kinh Dương, thân vương Mạc Đăng Thận là chắc, tức là thừa hưởng ông nội là Mạc Đăng Nguyên và thừa hưởng cái trách nhiệm của bố là Mạc Đăng Nhang để làm cái nhiệm vụ tôn nghiêm. Và chính như thế cho nên là thân vương Mạc Đăng Thận đã đem ra phả mồ mả tổ tiên, phả đồng đại đao, tất tật mọi thứ đưa xuống thuyền phủ bốn xứ lên trên, giả làm thương buôn và trốn sang Hà Nam lắng lại. Nếu như Mạc Đăng Thận không làm điều đó mà Trịnh Tùng nó ra nó tiêu diệt Kinh Dương thì hỏi rằng phả đồng còn không, mồ mả của bốn vị tiền triều còn không, thanh đại đao còn không mà để sau này nhân Hà Phòng. Cho nên cái truyền thống của người Việt Nam mình, con cả đi là nguyện, con út giàu, con út khó, con út ở bố mẹ. Cho nên là tôi khoanh tay trước các bác, các anh, các chị, nhưng cũng rất tự hào là ông Thủy Tổ nhà tôi, tức là năm Ất Sửu năm 1625, sau khi mà thế sự ở trong nước Trịnh Nguyễn phân tranh, Nam Bắc Triều xảy ra, Trịnh Tùng không còn cái điều kiện để truy tìm nhà Mạc nữa, nhận được mật lệnh, thì lúc bây giờ thân vương Mạc Đăng Thận mới trở từ Hà Lan Trung Quốc về. Đi như thế nào thì đem về như thế, và đến Đồ Sơn theo gia phả thôi, chứ tôi không biết được. Bởi vì vị chủ tịch của cái ban liên lạc Hải Phòng nói rằng là từ năm 2005 đến bây giờ, lúc bây giờ mới hình thành được cái dòng họ. Chứ còn báo cáo với các bác, tôi là của Nhâm Thìn, sinh năm 1952, năm nay là 62 năm tập võ và cũng là 63 năm tập học Đan Tử Kinh, và là người luôn luôn trăn trở với tiên tổ mình là ai, xuất thân như thế nào. Cho nên là khi bắt đầu trưởng thành năm 16 tuổi là tôi đã nghiên cứu về dòng họ. Nói như thế không phải tôi rồi, nhưng nói như thế thì báo cáo với các bác, bây giờ tôi là đại võ sư, một đẳng cấp cao nhất của cái ngành võ cổ truyền Việt Nam. Nước mình, đất nước mình có rất nhiều võ sư của rất nhiều môn phái, nhưng đại võ sư thì đến trên đầu ngón tay, mà đại võ sư phải qua thẩm định, phải qua đóng góp và phải bằng năng lực thực tế, kể cả về võ lẫn võ đạo, võ kinh, võ cơ, võ y, võ linh, võ chiết, là anh phải khẳng định được điều đó. Đến bây giờ tôi được một cái tổ chức gọi là Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam và Liên đoàn Võ thuật Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam công nhận là đại võ sư võ cổ truyền Việt Nam. Và cũng báo cáo với các bác là khi thân vương Mạc Đăng Thận là bố và con của cụ là ba người, lúc bây giờ thân vương Mạc Đăng Thận theo lời khuyên của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm đổi họ thành họ Phạm. Phạm là họ mẹ, Đình là dừng lại, chú là chú ngụ, cho nên là Phạm Đình Chú, tức là Thủy Tổ họ Phạm gốc Mạc từ năm Ất Sửu 1625. Con trai của cụ là Phạm Công An, và Phạm Công An lúc bây giờ báo cáo với các bác là đề đốc thủy quân của thời Mạc Lê. Tôi được thừa hưởng bởi vì Phạm Công An thì đã đẻ được 5 người con, chú Viết, 4 cái con chú Viết là con thúc tổ thứ tư, còn 3 ông tổ cả
thì mình nên nam trực. Và ban tổ cả, tức là ông tổ nhà tôi là đô sứ công, tức hay là nói cách khác là đô sứ công, và cũng được thừa hưởng toàn bộ phả đồ, phú ý, gia phả, kỳ thư, bí kíp võ công. Cụ tổ nhà tôi là Minh Thiện, tức đô sứ công, đẻ ra cụ Đôn Hợp Công, cụ Đôn Hợp Công đẻ ra cụ Minh Chính Công, cụ Minh Chính Công đẻ ra cụ Tung Hoàn Công, cụ Tung Hoàn Công đẻ ra cụ Trung Cẩn Công, Trung Cẩn Công đẻ ra cụ Liêm Cẩn Công. Lúc bây giờ hoàn toàn lấy chức điếc và tên lính không được gọi tên đó. Và đến đời của cụ Phạm Đình Thi đẻ ra cụ Phạm Đình Thân, cụ Phạm Đình Thân đẻ ra cụ Phạm Đình Luân, cụ Phạm Đình Luân đẻ ra ông Phạm Đình Mân, ông Phạm Đình Mân đẻ ra tôi là Phạm Đình Quốc, Đình Quốc gọi chân là Phạm Đình Quốc, và tên của gọi là Phạm Xuân Lan. Tức là tôi là đời thứ 14 của Thân Vương Mạc Đăng Thần, và đời thứ 12 của Đô Sư Công, và là người duy nhất giữ bí kíp võ công của dòng tộc. Thanh đại đao năm xưa Hải Phòng về nước để đưa ra trưng bày nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, nhưng sau đó bảo đây là linh vật quốc gia, không trả lại chúng tôi nữa. Và tôi nói là thanh đại đao đó các ngài có thể để đấy, nhưng không biết cái thanh đại đao làm sao nó lại dài 2 mét rưỡi. Ngày xưa Cao Minh Thái Tổ Hoàng Đế về đấy lập nghiệp học võ, và ngài làm một đêm thì đi đứng đó, ngài thì chào quyền lấy 6 xu thôi, gọi là đỏ ông 6. Cái mái chèo của ngài ấy cám dài 1m6, cái bảng là dài 90 phân, được chốt với nhau. Sau đó thằng ngài học võ và thằng ngài đánh một cây đạn đao cũng đúng như vậy, lưỡi dài 90 phân, cán 1m6, chốt với nhau bằng một cái khóa 5 đầu. Khi lên ngựa thì cầm đại đao, khi xuống ngựa giáp lá cà thì bấm chốt, tay đao tay côn bắn ra. Cây đại đao đó, cây thanh năm đao đó có tên là Đích Nam Đao, nhưng chính thức của bài đao đó là Thủy Nam Đao. Tôi hỏi cả Việt Nam chả không nào biết bài Thủy Nam Đao là con gì. Nhưng tôi bây giờ còn đủ tất cả bí kíp võ công kỳ thư của 9 khúc của Thủy Nam Đao, rồi Thủy Nam Côn, Thủy Nam Kiếm, rồi là khiên đao tứ trụ, tức là cái khiên và cái đao ấy. Ngày xưa thì Cao An Ninh, tức là Phạm Công An ấy, là đề đốc hải quân, cho nên là dạng đính tay cầm khiên, tay cầm đao để đánh nhau với thần quân, và giáp lá cà thì đánh nhau với lăng xả và chém chất ngựa. Những bài võ của họ Mạc hỏi ngay biết cái cây đại đao bây giờ thờ, nói báo cáo xin lỗi các bác, thờ đấy, nhưng Công Biền là học trò của cậu Phạm Đình Trang, người Bình Thuận, về tôi xin học, tôi bảo mày không phải là dòng tộc nhà tao, còn mày bây giờ ấy mày về đây để học thì mày phải mời thầy mày về, thầy mày là thằng Phạm Đình Trang, tao coi này em họ, bởi vì Phạm Đình Trang là chi thứ hai tôi chỉ cả, nó phải về đây xong rồi thắp hương tiên tổ, xong rồi xin âm dương xem ngài có đồng ý dạy không, ta mới dạy. Và cũng báo cáo với các bác là năm 1962 tôi đi thi ở Hà Nội này. Lúc bây giờ là cái giải cuối cùng của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tôi đi trên bàn giải Thủy Long Kiếm, bài Thủy Long Kiếm cũng là bài của Mạc Thái Tổ để lại. Và khi tham gia vào cái liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam, học trò của tôi đã làm thiện tướng là vẫn bài Thủy Long Đao. Và đến bây giờ thì là chủ tịch liên đoàn võ thuật cổ truyền tỉnh Nam Định, và cũng báo cáo với các bác như này, thì mạng phép nếu có cái gì mà chưa được các bác các anh cho phép thì nhân tiện đây Nam cũng xin cúi đầu nhận lỗi. Tức là võ công đế chế của Cao Minh Thái Tổ Mạc Đăng Dung ngồi lên ngai vàng nhờ thầy đại đao, có đúng không ạ? Ngài cầm đao đi thi và ngài được phong là đô úy, xung vào cái đội quân, đúng không ạ? Và từ đó sau ngài mới lên thái sư, và sau
Ngài mới mổ cho ra rằng, tức là sự nghiệp của Ngài bằng cây đại đao. Vậy võ học của họ mà ta có giỏi không ạ? Giỏi chứ. Quá giỏi. Một đế thế bằng sức mạnh, và sức mạnh ấy là sức mạnh chính nghĩa, dám quy tụ quần hùng để làm lên một nghiệp lớn. Thế thì đến bây giờ có hàng trăm phái võ, cái võ thuật cổ truyền Việt Nam có hàng nghìn phái võ, nó như một nghìn bông hoa trong cái vườn hoa võ thuật cổ truyền Việt Nam. Lịch sử dựng nước và giữ nước gắn liền với lịch sử phát triển võ học cổ truyền. Người Việt Nam chúng ta có thể học võ tàu đánh lại thành tàu, chuyện đấy đương nhiên. Rằng là Thiếu Lâm Nam Thái, Thiếu Lâm Sơn Đông, Hồng Gia Quyền, rồi là Bình Định Gia, rồi Tây Sơn. Nhưng đến bây giờ có khi các bạn mới được nghe võ phái đã được Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam công nhận và tặng bằng khen đường hoàng đấy nhá. Không phải một bằng khen mà nhiều bằng khen. Đó là võ học Lâm Mạc Gia, hoàn toàn theo cái chương trình huấn luyện bí kíp võ công của Mạc Thái Tổ để lại. Và tôi là người quy tụ lại, và sau khi thắp hương, bởi vì thật ra thì đến đời thứ tư thì mới về đất Phổ Thiên, chứ còn đời thứ nhất thì Thủy Tổ thì ở Hà Thành, xong thì về Cổ Trai, đời thứ hai là cụ Mạc Đăng Liên con út thì bắt đầu mới về Cổ Trai, xong đời thứ ba là Mạc Đăng Nham về Cổ Trai, đến đời thứ tư là chiếc Tùng nó đánh rồi, thế mà Tăng Thận bắt đầu mới buôn tàu đi, thì chính tôi chỉ được phép thờ từ đấy thôi. Còn cái đời nữa là tôi phải xuống thắp hương từ đường của chú viện và báo cáo với các bác. Thế cho nên là thôi thì con cháu có thể làm bằng nhiều cách, có thể làm bằng nhiều cách. Làm sao? Nhờ ơn đức của tổ tiên, con cháu khỏe mạnh, trưởng thành, xây dựng kinh tế, xây dựng gia đình, góp sức xây dựng xã hội. Xong, chúng ta cũng không thể quên được cái hào khí hào hùng của tiên tổ chúng ta đã một thời giữ nước, một thời giữ nước và còn để lại. Cho nên là tôi rất tự hào, tôi là trưởng môn phái võ Lâm Mạc Gia. Và đến bây giờ, Lăng Châu, thế giới là 50 nước công nhận võ Lâm Mạc Gia. Còn ở Việt Nam này, từ ở Lạc Sơn, Móng Cái, đổ đến Kiên Giang, là ai cũng biết ông Phạm Xuân Nam là hậu duệ của thân vương Mạc Đăng Thận, đang là người giữ chọn tất cả những bí kíp võ công của họ Mạc. Chứ còn họ Mạc thì có thể có nhiều người còn giữ được, không dám chủ quan, tôi có thể nói như thế, nhưng nó không thành hệ thống. Có thể một tướng sĩ nào đó có được một bài thương, có một tướng sĩ nào đó có được một bài thôn, có một tướng sĩ nào đó có một kỳ trận, nhưng nó không phải là tổng thể. Bởi vì tổng thể là đưa về Văn Miếu. Văn Miếu ở đây là đâu? Ở Cổ Trai. Và đến khi mà Cổ Trai thất thủ thì thân vương Mạc Đăng Thận bốc hết đi, và đến bây giờ không may đưa về Cổ Thiên, và anh em con cháu chúng tôi được hưởng. Thế thì hôm nay đến đây với một cái tâm ý là lắng nghe, học tập cái kinh nghiệm của ban liên lạc họ Mạc Hà Nội, rồi được nghe những cái ý kiến, rồi cái định hướng của Hải Phòng, rồi là Nghệ An. Thì trước tiên là rất phấn khởi bởi vì con cháu đều hướng về tiên tổ, con cháu đều muốn làm rạng danh cho tiên tổ. Xong cũng mong các bác hiểu rằng ngoài những cái đó, ngoài những cái vật thể ra rồi, còn những cái phi vật thể vô giá có tiền